Thảo xin kính chào quý khán thính giả của đài Sài Gòn Network TV. Chào em Tố Như, chào Amy. Chào Thảo. Xin Tố Như và Amy gửi lời chào đến quý khán thính giả của đài. Dạ, Tố Như rất là vui vì được tới đây lần nữa để nói chuyện với chị Tris và Amy cùng quý vị khán giả của đài. Amy xin kính chào quý khán giả. Cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Lối Sống Lành Mạnh của BBSOS của chúng tôi. Và ngày hôm nay đặc biệt chúng tôi cũng có mời Thạc sĩ Tố Như làm ở MD Anderson Cancer Center để mà chia sẻ với quý vị về đề tài ung thư ruột da. Và Tố Như xin Tố Như cho biết là cái đề tài này thì thường thường Thảo nghe một cái chủ đề mà bên Việt Nam bây giờ rất là nóng bỏng là một cái ca sĩ đó bị ung thư ruột mà qua đời. Thì nghe một tin thì rất là buồn vì còn trẻ tuổi mà dẫn đến cái nguyên nhân là bị ung thư ruột già. Như vậy thì xin Tố Như cho biết cái nguyên nhân gì mà dẫn đến cái bệnh này rất là nguy hiểm. Dạ, thì em cũng là một cái fan của ban nhạc Bức Tường, cho nên khi mà nghe anh Trần Lập mất bởi bệnh ung thư ruột già thì là một cái tin rất là buồn. Và hơn nữa đây là một cái cơ hội để mình nói về bệnh ung thư ruột già, tại vì đây là một căn bệnh mà nó thường gặp đứng thứ ba ở Mỹ và nó gây ra tử vong á, thì nó chỉ đứng thứ hai sau bệnh ung thư phổi mà thôi. Và đặc biệt là người Việt Nam ở cộng đồng của mình thì càng ngày cái bệnh ung thư ruột già này lại càng có nhiều người bị và cái tỷ lệ nó càng ngày càng tăng, cho nên chúng ta nên nói về bệnh ung thư ruột già. Như câu hỏi của chị đó, thì cái bệnh ung thư ruột già này là gì? Thì mình phân biệt là ruột già khác với lại ruột non. Thì ruột già đó nó bắt đầu ở trong từ cái hậu môn và nó đi suốt và nó dừng lại ở cái bên phải của cơ thể mình. Thì khi mà mình hay nghe nói là cái bệnh đau ruột thừa đó, thì cái ruột thừa nó nằm ở cuối ruột già, nằm ở bên phải. Như tuần trước Tố Như có nói đó, là ung thư là khi mà cái tế bào trong cơ thể nó bắt đầu phát triển bất bình thường và nó phân chia mình không có control được á, thì nó tạo thành cục bú và nó có thể lây lan di căn qua những cái bộ phận khác, gây ra suy thoái và làm cho cái những cái cơ quan trong cơ thể không thể hoạt động bình thường được, thì đó chính là bệnh ung thư ruột già. Và cái căn bệnh này đó Tố Như nó nguy hiểm như thế nào? Tố Như cũng cho biết thì chị thường thường nghe nói là bệnh này rất là nguy hiểm, nhưng mà xin Tố Như cũng chia sẻ cái sự nguy hiểm nó đến cái tột đỉnh như thế nào đó. Thì như em nói là bệnh ung thư ruột già nó có đứng thứ ba trên trong tất cả những cái bệnh thường gặp ở nước Mỹ, thì nó đứng thứ ba. Và tuy là nói là nguy hiểm là tại vì nhiều người bị chết vì nó, nhưng mà có một tin rất là vui, đó là đây là một trong những căn bệnh ung thư mà rất là dễ để phòng ngừa. Thậm chí là 90% những ca bệnh ung thư ruột già nếu phát hiện ra sớm, và chúng ta có thể phát hiện ra sớm, thì cái khả năng chữa khỏi rất là cao, gần như là 90% có thể chữa khỏi. Dạ, Tố Như biết không, mà tại sao chị thắc mắc tại sao là tỷ lệ ung thư bệnh ruột già ở Việt Nam mình á cao hơn so với tỷ lệ của những nước khác, thì có phải là do chế độ ăn uống hay không? Đúng rồi đó chị, tại vì ung thư ruột già là một trong những bệnh ung thư mà nó rất là liên quan tới cái vấn đề lối sống của mình. Và lối sống thì nói tới lối sống là mình có là cân nặng nè, tập thể dục nè, ăn uống, rồi uống thuốc lá, hút thuốc lá, uống rượu bia. Đó, những cái đó là những cái yếu tố mà có thể làm tăng cái nguy cơ của một người bị bệnh ung thư ruột già. Thí dụ như là cân nặng thì những người bị béo phì hoặc là quá cân thì sẽ rất dễ bị bệnh ung thư này hơn là những người có cân nặng lành mạnh. Và về ăn uống như hồi nãy chị hỏi, thì có những cái thức ăn của người Việt Nam mình và có thức ăn ở Mỹ này nữa, mình ăn vào thì sẽ làm tăng cái khả năng của mình bị bệnh ung thư này. Và có những cái thức ăn thì nó lành mạnh, nó giúp cho cơ thể khỏe mạnh hơn. Thì em xin hỏi chị Tris và chị Amy là các chị có biết cái thức ăn nào mà là sẽ làm gây ra cái bệnh có thể dẫn tới dễ bị ung thư ruột già hơn hay không?
Thì cũng giống như người Việt Nam mình thích ăn mắm, mắm tôm hay là mắm ruốc, có những loại mắm, nước mắm cũng có nguy hại không? Dạ con. Thì theo như chị nghĩ là những cái thức ăn mà nó ảnh hưởng mà có thể dẫn đến cái nguyên nhân mà ung thư ruột già đó, chẳng hạn như mình ăn đồ nóng cay nè, đồ chiên nè, những thực phẩm mà có chống mốc đó, chị nghĩ cái đó là chắc cũng ảnh hưởng lớn đến cái phần ruột của mình khi mà mình ăn những thức ăn mà không có được healthy cho mấy đó. Dạ đúng rồi đó chị, thì hồi nãy chị có nói là cái đồ chiên đó, đồ chiên có nhiều dầu mỡ, và chị nói là mắm mà những cái đồ mà có chống mốc, có hóa chất ở trong đó. Và thêm một cái nữa là nghiên cứu họ đã cho thấy là ăn thịt đỏ cũng gây ra cái nguy cơ, nó tăng cái khả năng mình bị ung thư ruột già. Và thịt đỏ đó bao gồm là thịt bò nè, thịt heo, thịt cừu và gan nữa. Và đặc biệt là những cái đồ hộp á, mà Việt Nam mình thì thường hay ăn là cái gì, lạp xưởng rồi chả lụa đó, thì những cái đó đã qua cái quá trình nó hóa chất chế biến thì làm cho cái hệ tiêu hóa của mình dễ bị bệnh ung thư hơn. Ngoài ra thì mình có những cái đồ ăn như là ngũ cốc nè, trái cây, rau quả, và đặc biệt là cái hạt, những cái hạt nguyên chất như là gạo lứt đó, rồi nếp lứt, rồi những cái hạt ngũ cốc. Thì đó là những cái thức ăn mà làm cho cơ thể mình nó khỏe mạnh hơn. Dạ. Rồi còn cái vấn đề ở bây giờ mình đi làm nhiều quá, mình hay ngồi computer hay mình ngồi làm việc quá lâu, thì nó có liên quan tới cái vấn đề tập thể dục. Dạ, nhiều khi mình đi làm bận quá, mình không có thời gian tập thể dục quá chị. Thì tập thể dục thường xuyên nó giúp cho mình giữ một cái cân nặng bình thường, và nó giảm cái nguy cơ mà mình bị bệnh ung thư và thậm chí là nhiều cái bệnh khác nữa, thì nó cũng giúp cho mình. Còn những người mà ít tập thể dục thì dễ bị bệnh béo phì hơn và cái nguy cơ bị bệnh ung thư ruột già nó cũng sẽ tăng. Và thêm vào đó là hút thuốc lá nè, rồi uống rượu bia cũng sẽ tăng cái nguy cơ làm ung thư ruột già. Như vậy nói tóm lại là mình phải nên tập thể dục. Chị em mình thì thường thường ở bên Mỹ này, mình đi làm việc á, rất là nhiều giờ mà mình ngồi trên computer suốt ngày, mình không có thời giờ để mà tập thể dục. Khi về nhà rồi đó, cái mình mệt, cái mình ăn cơm, cái mình lăn lùng đó, mình ngủ. Như vậy là mình phải coi lại chính mình là sau khi ngày cái buổi talk show về chủ đề mà ung thư ruột già, vậy là Amy với Thảo sẽ về tập thể dục mỗi hàng ngày, đi bộ, đứng computer làm việc thôi, không có ngồi nữa. Và thì chị nói là mình làm những cái đó thì đó là những cái mà mình trong cái control của mình có thể thay đổi được. Nhưng mà người ta hay nói là bệnh ung thư nhiều cái nó trời kêu ai nấy dạ đó. Thì cái đó cũng có một phần là do đặc biệt là bệnh ung thư ruột già này thì nó có liên quan tới di truyền. Thì thí dụ như bố mẹ hoặc là anh chị em bị bệnh ung thư ruột già rồi thì cái khả năng mà mình bị á, do di truyền nó có cao hơn. Và những người mà bị viêm ruột hoặc là ở tiếng Anh á, gọi là bệnh Crohn's disease á, thì cái bệnh này nó sẽ làm cho cái ruột của mình dễ dẫn tới ung thư hơn. Thì những người đã có tiền sử bị những cái bệnh này và có di truyền trong gia đình thì đi khám thường xuyên để phòng ngừa bệnh này, tại vì họ có nguy cơ cao hơn. Thì như vậy là nói tóm lại là hai cái chủ điểm chính là mình phải tập thể dục nè, ăn uống healthy nè, những cái thuốc, những cái thức ăn, những thức uống mình phải ăn cho có sức khỏe để mà mình còn có sống lâu để mà... Rồi chị, tại vì người Việt Nam mình thì cái đồ ăn của mình khác, hồi đó ở Việt Nam khác, nhưng mà khi mà qua Mỹ thì cái thực phẩm, cái lối sống của mình khác đi, cho nên là càng ngày lại càng ăn nhiều thịt đỏ hoặc ăn nhiều hamburger, nhiều cái đó hơn. Thì chính vì ăn nhiều thịt như vậy nó thay đổi cái cách mình ăn uống á, thì càng ngày người Việt Nam của mình ở Mỹ này cái tỷ lệ bị bệnh ung thư ruột già nó càng cao. Cảm ơn Tố Như đã chia sẻ về đề tài ung thư ruột già. Xin quý vị đừng rời khỏi làn sóng. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau phần thông tin thương mại.